Xin chào tất cả các em. Chúng ta đang theo dõi chương trình sinh học lớp 12, phần sinh thái học, bài 40, quần xã sinh vật. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau đây. Thứ nhất là khái niệm về quần xã sinh vật. Thứ hai là một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc trưng về thành phần loài, cũng như là đặc trưng về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Và phần ba la mã chúng ta sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. Đó là mối quan hệ hỗ trợ và mối quan hệ đối kháng. Cũng như chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng khống chế sinh học. Thứ nhất là khái niệm về quần xã sinh vật. Quan sát trên một vùng, chúng ta thấy có nhiều quần thể thuộc các loài sinh vật khác nhau, cùng sống chung với nhau. Không có loài sinh vật nào sống biệt lập với các loài khác. Các quần thể tác động qua lại với nhau tạo thành một tổ chức sống tương đối ổn định là quần xã sinh vật. Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. Như vậy, khái niệm quần xã sinh vật là tập hợp nhiều quần thể khác loài và cùng sống trong một khoảng không gian xác định vào một thời điểm nhất định. Và các cái quần thể khác loài đó gắn bó với nhau, tạo thành một thể thống nhất và tương đối ổn định. Trên hình 40.1, sơ đồ thành phần cấu trúc của quần xã sinh vật, chúng ta thấy quần xã sinh vật gồm nhiều quần thể khác nhau. Ở đây là quần thể A, B và C. Và các quần thể này sống trong một không gian xác định và một thời gian nhất định. Mỗi quần thể thì ngoài việc là có tương tác với các nhân tố sinh thái của môi trường, thì còn có sự tương tác qua lại lẫn nhau để tạo thành một thể thống nhất và tương đối ổn định. Hình vẽ dưới đây mô tả ví dụ về quần xã sinh vật, ví dụ như quần xã rừng mưa nhiệt đới hay là quần xã một ruộng lúa. Ở mỗi quần xã chúng ta thấy có rất là nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau. Ví dụ như ở trên quần xã một ruộng lúa chúng ta thấy có quần thể cây lúa. Và ở đây chúng ta thấy có quần thể cò. Rồi trên bờ đê chúng ta thấy có quần thể cây cỏ mọc trên bờ đê. Dưới ruộng lúa, nếu quan sát kỹ chúng ta còn thấy quần thể của các loài bèo đó các bạn. Thậm chí là quần thể của các loài vi khuẩn lam. Ngoài ra chúng ta còn có thể tìm thấy các loài côn trùng sâu bọ. Ví dụ như cào cào, châu chấu, các loài nấm, ký sinh gây bệnh cho cây lúa. Các quần thể mà chúng ta vừa kể thì gắn bó với nhau thành một thể thống nhất và tương đối ổn định, gọi là quần xã một ruộng lúa. Chúng ta sang tiếp phần 2 la mã, một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Thứ nhất là đặc trưng về thành phần loài trong quần xã. Thành phần loài được thể hiện qua số lượng các loài trong quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài, loài ưu thế và loài đặc trưng. Về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài, chúng ta thấy là số lượng các loài trong quần xã và số lượng cá thể của mỗi loài chính là mức độ đa dạng của quần xã, biểu thị sự biến động, ổn định hay suy thoái của quần xã. Một quần xã ổn định thì thường có số lượng loài lớn và số cá thể của loài cao. Một quần xã mà càng đa dạng, tức là số lượng loài càng nhiều và số cá thể của mỗi loài cũng nhiều luôn, thì quần xã đó sẽ rất là ổn định. Điều đó có thể hiểu được là do khi trong quần xã có nhiều loài khác nhau thì sự phụ thuộc giữa các loài rất là chặt chẽ. Thông qua hiện tượng khống chế sinh học, một loài lúc bấy giờ có thể sử dụng được rất nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Cho nên khi một loài nào đó bị mất đi do dịch bệnh hoặc do bất kỳ một cái nguyên nhân nào đó thì sẽ có những cái loài khác trong quần xã mà nó sẽ thay thế chức năng của loài đã mất. Do vậy, ở số lượng cá thể của những loài khác nhau trong quần xã sẽ ít bị thay đổi. Hay nói cách khác là quần xã có tính ổn định cao đó các bạn. Và nếu như chúng ta so sánh giữa rừng mưa nhiệt đới và rừng ôn đới thì chúng ta thấy rõ ràng là rừng mưa nhiệt đới thì sẽ có độ đa dạng và độ ổn định cao hơn rất là nhiều so với rừng ôn đới. Sở dĩ như vậy là bởi vì ở vùng nhiệt đới chúng ta thấy có nhiệt độ cao cũng như là lượng mưa nhiều và rất ổn định.
Đặc trưng thứ hai, khái niệm về loài ưu thế và loài đặc trưng. Loài ưu thế là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động của chúng mạnh. Có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc là do hoạt động của chúng mạnh. Trong các quần xã trên cạn, loài thực vật có hạt thì thường là loài ưu thế vì chúng ảnh hưởng rất lớn tới khí hậu của môi trường. Quần xã sinh vật ở một ruộng lúa thì lúa chính là loài ưu thế đúng không các bạn? Hay là chúng ta đi đến quần xã một nông trường cao su thì rõ ràng cao su chính là loài ưu thế. Loài đặc trưng là loài mà chỉ có ở một quần xã nào đó. Ví dụ cá cóc là loài đặc trưng có ở rừng nhiệt đới Tam Đảo. Hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn so với các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã so với loài khác. Ví dụ cây cọ có rất nhiều ở vùng đồi Phú Thọ, hay cây tràm là loài đặc trưng ở quần xã rừng U Minh. Chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Nhìn chung, sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường. Ở đây chúng ta lưu ý là sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã là tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. Ý nghĩa nhằm làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài cũng như là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống trong môi trường. Có hai kiểu phân bố cá thể trong không gian của quần xã. Thứ nhất là phân bố theo chiều thẳng đứng và thứ hai là phân bố theo chiều ngang. Phân bố theo chiều thẳng đứng như là sự phân thành nhiều tầng cây, thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau trong rừng mưa nhiệt đới. Trên hình 40.2 chúng ta thấy các tầng cây trong rừng mưa nhiệt đới thì có 4 tầng khác nhau. Thứ nhất đó chính là tầng vượt tán. Thứ hai đó chính là tầng tán rừng. Và thứ ba là tầng cây gỗ dưới tán. Và cuối cùng là tầng cây nhỏ dưới cùng. Chính sự phân tầng của thực vật này kéo theo sự phân tầng của các loài động vật sống trong rừng. Ví dụ sự phân tầng của các loài chim hay côn trùng thì sẽ sống ở trên tầng cây cao, tầng vượt tán. Khỉ, vượn hay sóc v.v. thì sẽ leo trèo trên những cành cây của tầng tán rừng hay là tầng cây gỗ dưới tán. Trong khi đó thì sẽ có nhiều loài động vật sống ở trên mặt đất cũng như là trong các tầng đất. Như vậy chúng ta thấy sự phân bố theo chiều thẳng đứng của các cái tầng cây trong rừng thì nó sẽ tạo ra những cái ổ sinh thái khác nhau của thực vật và cả động vật. Kiểu phân bố thứ hai là phân bố theo chiều ngang trên mặt đất, như sự phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, sườn núi tới chân núi, hoặc là sinh vật phân bố từ vùng đất ven bờ tới vùng ngập nước ven bờ và ra vùng khơi xa. Nhìn chung, sự phân bố của sinh vật theo chiều ngang thì thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi như vùng đất màu mỡ, có độ ẩm thích hợp, thức ăn dồi dào. Lưu ý là sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã thì sẽ phân bố theo hai kiểu, phân bố theo chiều thẳng đứng hoặc phân bố theo chiều ngang. Chúng ta nhớ lại, trong khi là sự phân bố cá thể của một quần thể sinh vật thì nó sẽ có kiểu là phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều và phân bố ngẫu nhiên. Chúng ta sang tiếp phần 3 la mã, quan hệ giữa các loài trong quần xã sinh vật. Một nhỏ các mối quan hệ sinh thái. Trong quá trình tìm kiếm thức ăn, nơi ở, các loài trong quần xã gắn bó chặt chẽ với nhau bằng mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng với nhau. Quan hệ hỗ trợ bao gồm quan hệ cộng sinh, hội sinh và quan hệ hợp tác. Trong quan hệ hỗ trợ, các loài hoặc đều có lợi hoặc ít nhất là không bị hại. Trong đó các loài đều có lợi hoặc là ít nhất là không có loài nào bị hại. Quan hệ đối kháng thì bao gồm quan hệ cạnh tranh, ký sinh, ức chế cảm nhiễm và quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác. Trong quan hệ đối kháng, loài được lợi sẽ thắng thế và phát triển, loài bị hại sẽ bị suy thoái. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cả hai loài đều ít nhiều bị hại. Trong mối quan hệ đối kháng thì chúng ta lưu ý là sẽ có ít nhất một loài bị hại.
bản 40 mô tả mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, gồm mối quan hệ hỗ trợ là cộng sinh hợp tác hội sinh và mối quan hệ đối kháng bao gồm cạnh tranh ký sinh, ức chế cảm nhiễm và sinh vật này ăn sinh vật khác. Chúng ta lưu ý trên bản 40 này thì loài được lợi được ký hiệu là dấu cộng, loài bị hại thì ký hiệu là dấu trừ, còn loài không được lợi cũng không bị hại gì thì ký hiệu là số 0. Ngoài các ký hiệu cộng trừ hay là số 0 này thì sơ đồ mối quan hệ giữa các loài thì còn được mô tả là màu đỏ nếu như là loài được lợi, còn màu xanh nếu như là loài bị hại. Còn nếu là loài không được lợi cũng không bị hại thì người ta mô tả bằng màu vàng đó các bạn. Quay lại mối quan hệ hỗ trợ thì chúng ta thấy là trong ba mối quan hệ cộng sinh hợp tác hội sinh thì không có loài nào bị hại, cả hai bên đều được lợi, hoặc là một loài được lợi còn một loài thì không được lợi cũng không bị hại gì. Trong khi ở mối quan hệ đối kháng thì chúng ta thấy là trong mối quan hệ cạnh tranh cả hai loài đều bị hại. Mối quan hệ ký sinh thì một loài được lợi, đó chính là sinh vật ký sinh, còn loài bị hại chính là vật chủ. Còn trong mối quan hệ ức chế cảm nhiễm thì có một loài không có được lợi cũng không bị hại gì, và một loài thì bị hại. Còn trong mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác thì cũng gần giống với mối quan hệ ký sinh, là một loài được lợi và một loài bị hại. Nhìn chung trong mối quan hệ đối kháng thì chúng ta thấy là ít nhất là có một loài là màu xanh hay là được đánh dấu là dấu trừ, tức là ít nhất có một loài bị hại, đúng không các bạn? Thứ nhất là quan hệ cộng sinh. Đây là mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài tham gia cộng sinh đều có lợi. Và chúng ta lưu ý là mối quan hệ cộng sinh là mối quan hệ nhất thiết cần phải có, cần thiết cho sự tồn tại của mỗi loài trong mối quan hệ này. Ví dụ như là nấm hay vi khuẩn và tảo đơn bào cộng sinh trong địa y. Chúng ta lưu ý là nấm thì có cấu trúc dạng sợi nên sẽ giữ nước và muối khoáng cung cấp cho vi khuẩn hay là tảo đơn bào. Trong khi đó thì là vi khuẩn hay tảo đơn bào thì có khả năng quang hợp cung cấp chất hữu cơ cho nấm. Trong mối quan hệ cộng sinh giữa vi khuẩn Rhizobium và nốt sừng cây họ đậu thì chúng ta thấy là vi khuẩn Rhizobium có enzyme nitrogenase sẽ cố định nitơ để cung cấp đạm amoni cho cây, còn cây họ đậu thì sẽ quang hợp cung cấp chất hữu cơ chủ yếu là đường cho vi khuẩn Rhizobium. Ở mối quan hệ cộng sinh giữa hải quỳ và cua, ở sách giáo khoa trang 178 có mô tả mối quan hệ giữa hải quỳ và cua. Hình 40.3b đó các bạn. Đây là con cua và đây chính là hải quỳ. Trong mối quan hệ này thì cua được ngụy trang cho nên sẽ tránh được kẻ thù ăn thịt nó. Còn hải quỳ thì được cua mang đi khắp nơi cho nên nó sẽ kiếm được nhiều nguồn thức ăn hơn. Khi thiếu cái mối quan hệ cộng sinh này thì mỗi loài sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống sót của nó, đặc biệt là cua. Cho nên người ta xếp mối quan hệ giữa hải quỳ và cua là mối quan hệ cộng sinh này. Ở đây chúng ta cũng có thêm ví dụ về cộng sinh giữa kiến và cây kiến ở hình A đó các bạn. Có một loài cây, nó được một loài kiến cộng sinh với nó. Thì loài cây này được lợi sẽ giúp cho nó chống lại được những loài động vật ăn lá. Loài kiến thì sẽ lấy được chất hữu cơ chính là nhựa trên cây kiến này. Trong mối quan hệ hợp tác thì giữa hai hay nhiều loài và tất cả các loài tham gia hợp tác đều có lợi. Tuy nhiên khác với cộng sinh thì quan hệ hợp tác không phải là quan hệ chặt chẽ và nhất thiết cần phải có đối với mỗi loài. Ví dụ về mối quan hệ hợp tác là hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng, chim mỏ đỏ và linh dương, hay lương biển với cá nhỏ trên hình 40.4, sách giáo khoa trang 179. Hợp tác giữa chim mỏ đỏ và linh dương, chúng ta thấy là chim mỏ đỏ nó đang đứng ở trên lưng của con linh dương và nó đang ăn những con ve bét ký sinh ở trên con linh dương. Con chim mỏ đỏ thì có nguồn thức ăn, còn con linh dương thì được vệ sinh sạch sẽ, thoát khỏi những cái bọn ký sinh. Cho nên là mối quan hệ này là đôi bên cùng có lợi, nhưng không nhất thiết cần phải có cho sự tồn tại của chúng. Trên hình B là hợp tác giữa lương biển và cá nhỏ. Con cá nhỏ nó sẽ ăn những cái thức ăn còn thừa lại dính trên răng của lương biển. Và như vậy lương biển thì được lợi là được vệ sinh sạch sẽ, giống như là được xỉa răng vậy các bạn. Còn con cá nhỏ thì có nguồn thức ăn. Cho nên mối quan hệ này là mối quan hệ hợp tác, nhưng không nhất thiết cần phải có cho sự tồn tại của mỗi loài.
Tiếp theo là mối quan hệ hội sinh. Ở mối quan hệ hội sinh là mối quan hệ hợp tác giữa hai loài mà trong đó một loài có lợi, còn loài kia không có lợi cũng không có hại gì. Ví dụ hội sinh giữa cây phong lan bám trên thân cây gỗ thì cây phong lan được lợi là có chỗ bám, còn cây thân gỗ thì không được lợi cũng không bị hại gì. Sở dĩ như vậy là vì cây phong lan có khả năng quang hợp và nó không hề hút chất hữu cơ hay là hút chất dinh dưỡng từ cây gỗ, mà nó chỉ cần có chỗ bám mà thôi. Ví dụ thứ hai là cá ép sống bám trên cá lớn. Loài cá ép thì sống nép bên thành bụng hoặc trên lưng của cá lớn, và khi cá lớn săn mồi ăn con mồi của nó thì những phần vụn thức ăn rơi ra có thể cung cấp cho cá ép, mà cá lớn thì cũng không bị thiệt hại gì. Như vậy cô vừa phân tích cho các bạn các cái kiểu mối quan hệ hỗ trợ. Chúng ta qua tiếp các kiểu mối quan hệ đối kháng. Thứ nhất là mối quan hệ cạnh tranh. Các loài tranh giành nhau nguồn sống như thức ăn, chỗ ở, v.v. Trong mối quan hệ này thì các loài đều bị ảnh hưởng bất lợi. Tuy nhiên có một loài sẽ thắng thế, còn các loài khác thì có thể bị hại, hoặc là cả hai cùng bị hại. Ví dụ cạnh tranh giành ánh sáng, nước, muối khoáng ở thực vật. Cạnh tranh giữa cú và chồn trong rừng. Chúng hoạt động vào ban đêm và bắt chuột làm thức ăn. Thông thường mối quan hệ cạnh tranh sẽ xảy ra với các loài có mối quan hệ họ hàng gần, hay là những loài mà sử dụng cùng một nguồn thức ăn, tức là có ổ sinh thái bị trùng nhau đó các bạn. Và nếu như ổ sinh thái trùng nhau hoàn toàn, cạnh tranh diễn ra gay gắt thì có thể dẫn đến hiện tượng cạnh tranh loại trừ, tức là một trong hai loài sẽ bị tiêu diệt hoặc buộc phải di cư sang nơi khác. Mối quan hệ tiếp theo là mối quan hệ ký sinh và vật chủ. Một loài sống nhờ trên cơ thể của loài khác lấy chất nuôi sống cơ thể từ loài đó. Có hai kiểu ký sinh: sinh vật ký sinh hoàn toàn, tức là không có khả năng tự dưỡng, và sinh vật nửa ký sinh, tức là vừa lấy cái chất nuôi sống từ sinh vật chủ nhưng lại vừa có khả năng tự dưỡng. Ví dụ cây tầm gửi là một loại sinh vật nửa ký sinh. Chúng vừa có giác mút gầm sâu vào trong mạch ray của cây để mà hút chất dinh dưỡng, và chúng vừa cũng có thể là tự tổng hợp chất hữu cơ bằng cách quang hợp. Còn đối với giun ký sinh trong đường ruột của cơ thể người thì đây là một ví dụ về sinh vật ký sinh hoàn toàn, bởi vì chúng là sinh vật dị dưỡng, không thể quang hợp tổng hợp chất hữu cơ mà hoàn toàn phải lấy vào dưới dạng các chất dinh dưỡng đã được tiêu hóa từ ống tiêu hóa của người. Tiếp theo là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm. Một loài sinh vật trong quá trình sống đã vô tình gây hại cho loài khác. Ví dụ như tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, và chim ăn cá, tôm bị độc đó. Hoặc là cây tỏi tiết ra chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật ở xung quanh. Mối quan hệ cuối cùng trong mối quan hệ đối kháng là sinh vật này ăn sinh vật khác. Tức là một loài sẽ sử dụng loài khác làm thức ăn. Và bao gồm những cái mối quan hệ là quan hệ giữa động vật ăn thực vật, hoặc là quan hệ giữa động vật ăn thịt, tức là vật dữ với con mồi, hoặc là thực vật bắt sâu bọ. Trong ba mối quan hệ này thì mối quan hệ động vật ăn thịt hay vật dữ con mồi là mối quan hệ rất điển hình của sinh vật này ăn sinh vật khác. Các ví dụ chúng ta cũng có thể dễ hiểu, đó là bò thì ăn cỏ là động vật ăn thực vật nè, hổ ăn thịt thỏ là vật dữ và con mồi, cây nấp ấm bắt mồi tức là thực vật ăn động vật hay là sâu bọ. Chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ, hiện tượng khống chế sinh học. Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức độ nhất định, không tăng quá cao hoặc không giảm quá thấp, do tác động của các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã. Và chính cái hiện tượng khống chế sinh học này nó dẫn đến một cái trạng thái người ta gọi là trạng thái cân bằng sinh học. Đó chính là trạng thái cân bằng tương đối về số lượng của các loài trong quần xã. Đảm bảo cho số lượng các loài trong quần xã được ổn định, ít có sự biến động. Và đây cũng tạo tiền đề cho sự đa dạng sinh học trong quần xã đó các bạn. Trong nông nghiệp, ứng dụng khống chế sinh học
là sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại hay dịch bệnh thay cho việc sử dụng thuốc trừ sâu. Như vậy, ở ứng dụng của hiện tượng khống chế sinh học là trong nông nghiệp, người ta sử dụng loài thiên địch. Chúng ta lưu ý thiên địch chính là những cái loài động vật ăn thịt hay là những cái loài sinh vật ký sinh hay là những loài có khả năng cạnh tranh với những loài khác. Và những cái loài thiên địch này là những loài mà có sẵn trong tự nhiên. Tuy nhiên cũng có thể là do con người nuôi thả. Và chúng có thể tiêu diệt các sinh vật gây hại hoặc là những sinh vật đang gây ra dịch bệnh thay cho việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Ví dụ sau đây mô tả việc sử dụng ong ký sinh để tiêu diệt loài bọ dừa. Bọ dừa là một loài sống ký sinh trên cây dừa. Đây chính là con đực và đây chính là con cái. Khi chúng ký sinh trên cây dừa thì chúng sẽ ăn những cái lá non và làm cho nó bị cháy khô như thế này, người ta gọi là hiện tượng đuôi đọt đó các bạn. Thì người ta thấy trong tự nhiên có một loại ong gọi là ong ký sinh. Loại ong ký sinh này thì chuyên gia đẻ trứng lên trên ấu trùng của bọ dừa các bạn. Và khi mà trứng của loài ong ký sinh này nè nở ra, tức là trở thành ấu trùng của ong ấy, thì sau khi mà ấu trùng của ong sử dụng các chất dinh dưỡng từ ấu trùng của bọ dừa, thì chúng ta thấy là màu sắc của ấu trùng bọ dừa bị thay đổi và nó sẽ bị chết, không thể biến thái để biến thành con bọ dừa trưởng thành được. Và do vậy nó không thể nào gây hại cho cây dừa. Và ta nói ong ký sinh chính là một loài thiên địch đối với loài bọ dừa. Và rõ ràng khi sử dụng ong ký sinh mà diệt bọ dừa thì có tính đặc hiệu rất là cao, đúng không? Là bởi vì ong ký sinh thì chỉ thích đẻ trứng lên ấu trùng của bọ dừa thôi. Thứ hai là không gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta biết là nếu sử dụng thuốc trừ sâu thì việc phun thuốc trừ sâu trên diện rộng thì có thể gây độc hại cho người. Tuy nhiên khi sử dụng loài thiên địch thì chúng ta thấy là không hề gây ô nhiễm môi trường và cũng không gây hại cho người. Như vậy, nội dung của hiện tượng khống chế sinh học đã kết thúc bài 40 quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã. Cô chúc các em học tập thật là tốt nha. Thân ái chào các em.